Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Chào Izo, xin chào tất cả các bạn và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ nói tới vị tướng Hayate ở trận chiến tướng và đối đầu với vị tướng John này. Thì trong tất cả các kèo đấu thì Hayate để mà đi đường với John thì rất là khổ sở và hầu như chúng ta sẽ thua được. Và để mà đánh giá hơn thua thì chắc chắn rồi, Hayate nó lợi thế hơn John về cái sự cơ động. Và sự cơ động đấy chúng ta sẽ tận dụng được gì khi đi đường với John? Chắc chắn rồi, cơ động đấy thì chúng ta sẽ dùng để di chuyển và farm hoặc di chuyển đi gánh sẽ tốt hơn John nhiều. Nhưng nếu về để nói về cái chế độ late game hoặc combat thì John nó sẽ lợi thế nhiều. Và các bạn hãy nhìn cái cách mà mình đánh nhau với John đi. Thì lượng sát thương của John nó đến từ đâu ạ? Đó đến từ mưa vô tận. Mà mưa vô tận thì nó chỉ bắn được vào một cái đường thẳng. Thì nhờ vào sự cơ động đấy, khi Hayate đối đầu với John thì mình cho tất cả các bạn một cái mèo, đó chính là khi thằng John bắn nội tại mưa vô tận thì các bạn hãy di chuyển qua ngang, qua trái, qua phải thì các bạn sẽ né được một ít sát thương, không phải nhiều đâu. Ví dụ 100 máu thì các bạn sẽ né được tầm 2 đến 30 máu. Nhưng trong một combo của John nó bắn 3 lần như vậy thì chúng ta sẽ né được rất là nhiều sát thương để chúng ta đối đầu với John. Rồi, chắc chắn rồi, nếu solo kill ra là đoạt đầu, mình dùng cái mèo đấy thì mình sẽ không sợ John. Nhưng nếu đi đường mà kết hợp với CP nữa thì John nó rất là mạnh. Cho nên cái việc mà chúng ta đối đầu với John khi có CP là cái việc chúng ta không thể nào lao lên đánh nhau với nó, mà bắt buộc tất cả các bạn sẽ phải farm hoa. Và kết hợp với sự cơ động đấy, các bạn sẽ kết hợp đi farm hoặc là đi gánh. Đấy, đối đầu với John ở giai đoạn đầu game thì mình khuyến các bạn không nên khố máu với nó làm gì cả. Chúng ta sẽ nắm được cái mèo khi đánh nhau với John là di chuyển ngang khi nó bắn. Thì đó là cái tình hợp gọi là bất đắc dĩ để chúng ta solo kill với nó thôi. Còn lại thì mình khuyến các bạn nếu đối đầu với John thì tất cả các bạn phải farm. Và chắc chắn thôi, các bạn sẽ phải farm vượt vàng thằng John là cái điều đơn giản. Vì đây là vị tướng cơ động. Ngoài cái việc thằng John chỉ đứng ở đường nó farm thì chúng ta sẽ khi farm xong chúng ta sẽ đây cái farm, ôi ba thằng anh em ơi lùi về, ôi trời ơi cái thằng kia nó, ôi bốn thằng, ôi chào khiếp nó lên cái gì rồi, một mạng nào cho mình một mạng đi, ngon lành rồi, thằng nào nữa, rồi tiếp tục ngon lành đấy, thôi thủ thôi các bạn, nó farm hoa nhá, farm hoa thôi đấy, cứ đối đầu John. Và tí nữa trong combat thì mình sẽ nói tiếp, nhưng đấy cái giai đoạn đi đường, bởi vì John cái tâm xá và đặc biệt kết hợp CP thì là một cái bộ đôi rất là mạnh. Hayate thì không thể nào là đi thẳng đường thằng John nếu mà kết hợp CP đâu, cái điều đó điều không thể. Mà đặc biệt đây là cái đánh chiến tướng, thằng John team địch nó bắn rất là hay đấy, cho nên cái việc mình phải phá hoa rất tốt. Rồi cái pha này rồi không được, thôi mình thất máu đâu, thôi chim cút phát đấy. Chốt lại, khi các bạn có keo Hayate đối đầu với John, đầu game các bạn sẽ phải nhìn một chút, các bạn sẽ farm đi. Còn muốn đánh nhau với John thì kết hợp cái mèo đấy là rất tốt. Rồi, còn một điều quan trọng tiếp theo đó chính là cái shop của mình thì có những cái vòng quay, đó là vòng quay quân huy và vòng quay skin ấy. Thì có vòng quay skin thật, các bạn có những cái code ấy. Khi các bạn quay trúng những cái skin ấy thì các bạn sẽ được nhận một cái code ở trong cái shop mới sướng của mình ấy. Thì các bạn sẽ nhập vào ở trong game thì các bạn sẽ nhận được. Thì cái code này thì nói chung là nó tương tự như các web shop như anh MOBA Việt hay là ấy thôi, thì mình có thể làm được những cái này thôi. Thì cho nên là thực sự để mà nói là để mà trúng được dễ dàng thì cái đó không có. Chứ mình cũng là nói lại cho các bạn biết rằng khi các bạn nạp tiền vào mua nick thì các bạn sẽ còn giữ 10 mấy hoặc 20-30 nghìn. Thì các bạn không biết làm gì thì các bạn có thể quay vào hên xui. Đấy, quay hên xui thì các bạn sẽ có cơ hội trúng được skin. Nói chung skin bình thường thì các bạn khả năng dễ trúng hơn, còn có khả năng trúng skin SSS kiểu nôm na như thế này nhá. Cái quy luật của nó như này, ví dụ như là cái skin nó tầm khoảng 3 triệu đi, tầm 3 triệu với 5 đồng đi chẳng hạn, ví dụ nhá. Thì khi các bạn ví dụ như là tầm khoảng 100 người quay đi, thì nói chung chỉ ví dụ 100 người quay với một người 30 nghìn thì tầm 3 triệu đấy, thì nó sẽ nổ ra một cái skin SSS thì chỉ có một người trúng. Thì tương tự các bạn hiểu như vậy, nó rất là khó, trúng thì rất là trúng. Ví dụ các bạn chờ các bạn kia tích được đấy thì các bạn sẽ quay trúng skin SSS, còn skin thương thì cứ đúng vào cái giá tiền đấy, nổ là nó xảy ra thôi. Cho nên là
Nói chung mình sẽ không khuyến khích các bạn quay nhiều, bởi vì nó sẽ không dễ dàng như các bạn thấy đâu. Đấy, nói chung là làm gì làm, nói chung là mình cũng phải nói trước, bốn bán thì nói chung là thuần mua vừa bán. Mình phải nói cho tất cả các bạn tham khảo được rằng à nó khó. Thì nếu các bạn quay, các bạn phải cân nhắc suy nghĩ thật kỹ. Chứ không để là anh Cường lao, anh lừa em quay mãi có thể được cái gì đâu. Đấy, mình phải nói trước là khó nhá, không phải gì đâu. Nên các bạn phải cân nhắc trước quay. Đấy, còn cơ hội nói chung là tiền ít để mà thỉnh thoảng mà vận may hên xui thì các bạn có thể thử được. Còn vòng cái quân huy thì nói chung là 100% mình nghĩ là nó sẽ ra thôi. Ra nhiều hay ra ít thì tùy thuộc vào cái độ may mắn của các bạn. Và nói chung là trúng 999 quân huy thì rất là nhiều. Nếu các bạn bỏ tầm 17-20 nghìn. Và cái feedback thì có rất là nhiều bạn trúng rồi. Đấy, hiện tại thì có rất nhiều bạn trúng 999 quân huy chỉ bỏ ra tầm 20 nghìn thôi, 29 nghìn vậy. Đấy, mà 29 nghìn thì các bạn nạp thẻ, ví dụ các bạn nạp 100 nghìn vào thì các bạn được x2 thôi, các bạn được tầm gần 200 nghìn thôi. Các bạn quay bét tele nghe luôn. Đấy, thì 1 nghìn quân huy các bạn nạp Garena tầm 500 nghìn. Đấy, thì các bạn có thể là cân đo đong đếm tùy thuộc, nhưng mà tất cả cũng chỉ là đã là may mắn mà các bạn, đã là may mắn thì các bạn cân nhắc. Rồi, chúng ta sẽ quay lại trận đấu các bạn nhé. Hiện tại thì mình khá là sánh rồi, nắm mạng ổi thằng Murat máy của nội tài của kiểu Murat thì ông không biết chơi rồi. Ôi trời, đến cái ranh này rồi mà bà vẫn kém được chưa bà. Mình tưởng là Murat ở phiên bản này mà không kém được cái chú bà thì đúng là thật quá buồn là anh em ạ. Đấy, hiện tại thì mình quá sánh rồi. Khi đối đầu với John trong những cái phá vừa rồi thì các bạn hãy nhìn cái cách mình giữ vị trí trong combat. Mình có một cái hay để nói để chơi hay cái té để các bạn để biết được một cái để khi các bạn có mắt tổng. Là khi tất cả các bạn đánh nhau ấy, bất kể các bạn chơi AD nào đi chăng nữa, thì cái việc các bạn không bao giờ được gọi là tiến phóng. Mặc dù hay cái té là một vị tướng tiến phóng đấy, cái combo chiêu thức của nó là một vị tướng tiến phóng, nhưng mình luôn luôn chờ đồng đội của mình hút sát thương, đặc biệt là thằng Mina của mình. Các bạn hãy nhìn cách của mình khi đánh nhau đi, mình sẽ để thằng Mina của mình lao vào hút sát thương và mình sẽ là người vào sau. Các bạn thường bị mắc một cái lỗi đó chính là các bạn cảm thấy ví dụ tím địch nó bị lùi vị trí, các bạn chỉ sát thủ quen rồi, ôi các bạn ngon quá các bạn la lên các bạn đánh, nhưng các bạn quên rằng các bạn chỉ là một vị tướng xạ thủ mà thôi. Cho nên cái việc các bạn bị kết liễu hoặc chết bất tắc kỳ tử thì đây có đấy. Nói chung là cái này cái thói kiểu là cái thói quen đó các bạn ạ, cái phản xạ tự nhiên nó khi vào cái bụi thì chứ một mình hay lướt như vậy thôi. Đấy, rồi mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề dự bị của combat. Các bạn hãy nhìn cái cách mình khi nào chơi đồng đội mình lao lên đấy. Còn hay cái té nó lao vào chiêu 3 thì như nào ạ, khi nào đạt được cái nội tải của hay cái té thì mới được dùng chiêu 3. Các bạn hãy nhớ cái điều đấy nhá. Không bao giờ dùng chiêu 3 vô tội vạ đâu. Bởi vì chiêu 3 mà nó không có cái nội tài thì các bạn phải mất 2 giây cho đến 3 giây thì các bạn mới có sát thương chuẩn của 2 ST. Mà 2-3 giây đấy thì các bạn biết như nào rồi, các bạn sẽ chết 10 lần. Đấy, rồi, ôi, có ai không? Mina ai cứu Mina ai rồi, 2 giây, tức rồi, chiếu lướt, kinh cụt phát, máy quá. Đấy, rồi, chiêu 3 cái S phát nào, từ, hết rồi, chiêu 3, ngon lành, 902, rất là xanh các bạn nhá. Nó khá là xanh luôn. Đấy, và đặc biệt một chút nữa rằng Hayate là một vị tướng các bạn biết chơi kiểu như nào. Nó không phải là một xạ thủ chủ lực thì cũng để mà nói là cũng khó phải. Mà để nói là một vị tướng gọi là các bạn phải hiểu là đấy là một vị tướng nó thiên về thả diều các bạn nhé. Đấy là một vị tướng thả diều đấy. Các bạn nào mà giữ một cái vị trí tốt đối với đối thủ ấy thì các bạn cầm Hayate rất là kinh dị luôn. Nếu các bạn chơi Hayate các bạn giữ vị trí tốt ấy, thì để một vị tướng nào chạm vào người các bạn rất là khó. Chẳng hạn như thằng Nagaroth đi. Nagaroth mà bay vào người các bạn ấy, các bạn sẽ lướt chiêu 2 để chạy và các bạn sẽ trả sát thương lại chiêu 1. Và nếu thằng Nagaroth mà dồn tiếp các bạn thì thậm chí các bạn sẽ dùng cho mình chiêu 3 để chạy luôn, để thoát cái sát thương thằng Nagaroth và sẽ quay lại thả diều chiêu 1. Và nó chạy thì mình tiến, và nó tiến thì mình lui. Và thường sẽ rất dễ outplay đối với tướng này. Đấy, còn cách lao vào trong combat thì chắc chắn rằng các bạn phải có cái nội tài chiêu 3 thì các bạn sẽ sát thương chuẩn thì các bạn mới bay chiêu 3 vào trong combat tổng được. Cho nên rằng khi các bạn bay chiêu 3 thì các bạn sẽ mắc một cái lỗi là đấy, các bạn thấy chưa, mình khi nào có bắn cho nó chiêu 1 hoặc bạn đánh thương mấy cái thì mình mới kích hoạt chiêu 3 thì đó mới có lượng sát thương để vào được. Cho nên nhiều cái phá các bạn bay vào 4 thằng hoặc 3 thằng ấy
là các bạn có nội tạng các bạn bay vào 3 quần thăng chỉ cần 2 giây thôi. Thì các bạn có thể kết thúc được 2 đến 3 vị tướng ngay lập tức, rất easy. Rồi, chốt hạ clip này thì khi các bạn đối đầu với Zon bất kể cái rank nào đi chăng nữa thì chúng ta phải hiểu rằng Zon với kết hợp với CP thì nó sẽ trên cơ các bạn. Nhưng nếu solo 1-1 thì các bạn chỉ cần di chuyển ngang và đánh thằng Zon thì các bạn sẽ có cái lợi thế solo ăn được thằng Zon các bạn nhé. Đấy là cái mèo và cách đối đầu với Zon và chơi hay té ở trong combat và giữ vị trí. Đấy, mình xin chúc các bạn chơi hay té thật tốt và có những cái cẩm nang hoặc những cái kinh nghiệm gì các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận và cho mình thêm được mở mang kiến thức và những gì mình đúc kết ở clip này. Thì xin chúc các bạn leo đánh tốt và hẹn gặp tất cả các bạn ở clip sau và tất cả các bạn em mai. Yeah, bye bye.